Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Honda CB 300R 2.9 sẵn sàng đặt mua ở thị trường Ấn Độ, mức giá rẻ bất ngờ. Mới đây, Honda Ấn Độ đã công bố cái mô hình CB 300R 2.9 cho thị trường Ấn Độ. Khách hàng có thể đăng ký ngay từ bây giờ. Hàng sẽ đến thị trường Ấn Độ thông qua cái tuyến đường là CKD. Người mua có thể chọn là hai màu tùy chọn: Matte Acid Grey Metallic và Candy Rose Mauve Red. Nói về thông báo của CB 300R 2.9 cho thị trường Ấn Độ, ông Sin là phó chủ tịch cao cấp bán hàng tiếp thị Honda Motorcycle và Whisper Ấn Độ cho biết, CB 300R dành cho những người đam mê thực sự đã sẵn sàng với những ý tưởng và trải nghiệm mới. CB 300R 2.9 mang theo phong cách Neo Sport cà phê, chắc chắn sẽ làm hài lòng những khách hàng ưa thích cái sự lạ mắt. Cái mẫu xe này sẽ được sản xuất tại Ấn Độ và có mức giá bán rơi vào khoảng 2,5 lakh, tương ứng là 81 triệu Nam, để khách hàng trải nghiệm với công nghệ vượt trội của nhà Honda và cảm giác lái rất là tuyệt vời. Honda CB 300R có công suất đà 30,9 HP tại giải tua máy 8.500 phút, mô men sức đại 27,5 m tại giải tua máy 7.500 phút, từ động cơ là 286cc, DOC làm mát chất lỏng, xanh đơn, phun nhiên liệu điện tử, động cơ được kết hợp cùng với hộp số sơ cấp, mức tiêu thụ trung bình rơi vào khoảng 30,2 km/l, bình xăng chứa tới 10 lít. Cái mẫu xe này có thể đi được quãng đường 300 km giữa các điểm dừng nhiên liệu. Trang bị hệ thống phanh đĩa 296mm ở phía trước, hoạt động với phanh 4x. Cái bộ cảm biến ABS, đơn vị đo lường quán tính IMU, kiểm soát phân phối ABS từ trước ra sau. Hệ thống tay lái bao gồm một cái bảng điều khiển kỹ thuật số đầy đủ, full LED đầy đủ bao gồm các chỉ số, một cái đèn pha LED tròn mỏng với cái đèn tín hiệu đặc trưng tích hợp. Cái công dụng cái ống hình ống thiết lập hệ thống treo bao gồm cái phuộc trước là hành trình ngược 41mm và cái monoshock ở phía sau với điều chỉnh là 7 bước ở phía trước. Honda CB 300R sẽ cạnh tranh với hãng nặng ký là KTM 390 đúc, BMW Z300R ở thị trường Ấn Độ. Thông số kỹ thuật của chiếc Honda CB 300R 2.9, cái động cơ là 286cc, DOC làm mát chất lỏng, xanh đơn, công suất đa 30,9 HP tại giải tua máy 8.500 phút, mô men sức đại 27,5 m tại giải tua máy 7.500 phút, bình xăng 10 lít, phuộc trước hành trình ngược 41mm, phuộc sau monoshock tùy chỉnh 7 cấp. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.